Em Hà xin chào mừng các bác đến với video tiếp theo trên kênh YouTube Hà Giảm Cân, nơi chia sẻ những kiến thức về giảm cân và sống khỏe. Nhắc đến đề tài sống khỏe và sống thọ thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đất nước Nhật Bản. Đây là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới và cũng là quốc gia có số người sống thọ trên 100 tuổi là nhiều nhất. Không chỉ sống lâu trường thọ mà người cao tuổi ở Nhật Bản cũng nổi tiếng là có sức khỏe đáng ngưỡng mộ. Thông thường ở những quốc gia khác, người cao tuổi sẽ cần đến nhiều sự chăm sóc y tế và sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, người cao tuổi ở Nhật Bản thì lại hoàn toàn khác. Việc bắt gặp những cụ ông, cụ bà trên 80 tuổi, sống tự lập, vẫn thong dong chợ búa bếp núc, vẫn cấy cày trồng trọt là điều hết sức bình thường ở Nhật Bản. Đặc biệt, ở Nhật Bản có một tỉnh thành rất là nổi tiếng với nhiều người sống thọ, đấy chính là tỉnh Okinawa. Nam giới ở đây có tuổi thọ trung bình là 80, trong khi nữ giới thì tuổi thọ trung bình là 87. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa, đấy là số năm họ sống không bị bệnh tật các bác nhỉ. Nam giới thì là 72 năm và nữ giới thì là 77 năm. Tức là các cụ ông, cụ bà ở Nhật Bản sống đến gần 80 tuổi mà không hề mắc bất cứ một bệnh lý gì, sức khỏe rất là tốt. Đây là số liệu cho thấy người dân Nhật Bản không chỉ sống trường thọ mà họ còn sống rất là khỏe mạnh. Thế nhưng có một sự thật về tuổi thọ của người dân Nhật Bản mà hầu hết đến 99% chúng ta chưa từng nghe nói đến. Đấy là trước những năm 1945, người dân Nhật Bản có tuổi thọ cực kỳ thấp các bác nhờ. Thậm chí thời điểm đó, tuổi thọ của người Nhật Bản còn thấp hơn cả người Việt chúng ta cơ. Có những năm, có những thời điểm mà tuổi thọ của người Nhật Bản chỉ loanh quanh trong khoảng 35 đến 37 tuổi mà thôi. Cha ông chúng ta ngày xưa thì giai đoạn 49-53 mới bắt đầu lo lắng. Thế nhưng mà người dân Nhật Bản có những thời điểm mà đến giai đoạn 35 tuổi họ đã bắt đầu phải lo lắng đến cái vấn đề viết di chúc rồi vấn đề hậu sự về sau này rồi đấy các bác. Và đây chắc chắn là cái thông tin về tuổi thọ của người Nhật mà chắc chắn hầu hết chúng ta chưa từng nghe nói đến. Tại sao người Nhật lại có một thời kỳ tuổi thọ thấp đến như vậy? Thì trong cuốn sách Ăn gì cho không độc hại, tác giả có lý giải nguyên nhân cho chúng ta. Thời điểm đó tuổi thọ của người Nhật Bản thấp là vì họ ăn uống thiếu chất các bác ạ. Không phải là vì kinh tế khó khăn hay là đói kém, mà là vì người dân Nhật Bản rất kỵ ăn thịt động vật bốn chân. Các cái loại thịt lợn, thịt bò, thịt dê, thịt cừu là người dân Nhật Bản không bao giờ động đến. Theo như văn hóa của người Nhật Bản, hồi đó thì họ chỉ cung cấp chất đạm chủ yếu thông qua các loại tôm, cá, hải sản. Thế còn các loại đạm động vật thì bị tẩy chay trên toàn quốc. Thậm chí những ai thời điểm đó mà ăn các cái loại thịt lợn, thịt bò thì sẽ bị coi là dở hơi, đầu óc có vấn đề, rồi sẽ bị mọi người chế giễu rất là nhiều. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm rất lớn của người Nhật Bản, khiến cho trong suốt một khoảng thời gian, tuổi thọ của người Nhật Bản rất là thấp và thông thường là chết rất là trẻ. Ngay cả vua chúa quý tộc có điều kiện kinh tế, có điều kiện ăn uống, nhưng mà tuổi thọ cũng rất là thấp, thông thường là sẽ chết rất là sớm. Tuy nhiên, ở tỉnh Okinawa mà em Hà có vừa chia sẻ ở trên, thì người dân nơi đây vẫn duy trì được truyền thống sống khỏe, sống thọ và sống rất là lâu. Bởi vì người dân nơi đây họ không kiêng các loại đạm động vật, họ vẫn tiêu thụ đạm động vật trong chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là thịt lợn. Nhờ đó, người dân ở tỉnh Okinawa vẫn duy trì được truyền thống sống khỏe, sống thọ, trong khi người dân trên khắp cả nước sống đến khoảng 40 tuổi là đi gặp ông bà tổ tiên hết rồi. Đó, sau này chính phủ Nhật Bản đã phát hiện ra vấn đề và họ đã thực hiện cải cách khuyến khích người dân là nuôi các loại lợn này, bò, nuôi các con động vật bốn chân nhiều hơn và cũng khuyến khích là người dân tiêu thụ đạm động vật bốn chân nhiều hơn trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các bác không nghe nhầm đâu, chính phủ Nhật Bản khuyến khích, động viên, dụ dỗ, vỗ về người dân là hãy ăn nhiều thịt hơn trong chế độ ăn uống. Nghe có vẻ rất là lạ phải không các bác? Vì thường mình nghĩ là đạm động vật, các cái loại thịt động vật sẽ không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, người dân Nhật Bản đã chứng minh cho chúng ta một điều, đấy là các loại đạm động vật cũng có những vai trò nhất định đối với cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Đúng là việc ăn nhiều đạm động vật thì sẽ gây ra nhiều cái bệnh lý. Thế nhưng, cắt bỏ hoàn toàn các loại đạm động vật ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày chưa hẳn đã là sự hợp lý đâu các bác. Thế nên, các bác hãy lưu ý, nếu như mình đọc được thông tin hay là nghe ai đó nói là không ăn thịt này, ăn chay mới là chân lý, ăn chay mới giúp mình sống khỏe, sống thọ, thì đây là một quan điểm rất là sai lầm các bạn nhờ.
Nếu như mà mình ăn chay mà không biết bổ sung dinh dưỡng hợp lý thì có khi là mình đi gặp ông bà tổ tiên trước cả những người ăn mặn ấy các bác. Nên là các bác cần đặc biệt lưu tâm. Quay trở lại với câu chuyện đất nước Nhật Bản, mặc dù chính phủ đã khuyến khích người dân là ăn nhiều thịt hơn, nhưng vì truyền thống văn hóa ẩm thực từ lâu đời là không ăn thịt, nên là mặc dù người dân Nhật Bản có bổ sung thêm thịt vào chế độ ăn uống, tuy nhiên họ cũng không ăn quá nhiều, mỗi bữa chỉ có 1-2 lát thịt thái mỏng mà thôi. Chính nhờ vào việc cân bằng dinh dưỡng, có ăn thịt nhưng mà không ăn nhiều, đồng thời dựa vào chất lượng không khí trong lành, việc canh tác nuôi trồng theo hướng tự nhiên, bảo vệ môi trường, chất lượng thực phẩm sạch, mà dần dà theo thời gian, Nhật Bản đã trở thành, vươn lên trở thành cường quốc có nhiều người sống thọ nhất trên thế giới như hiện nay. Và như vậy, em Hà vừa chia sẻ đến các bác một số thông tin xoay quanh tuổi thọ của người Nhật Bản, cũng như là bí quyết làm sao giúp cho người Nhật có được tuổi thọ cao cùng sức khỏe rất là tốt. Em Hà cảm ơn các bác đã lắng nghe, và nếu như các bác thấy nội dung trong video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.